phương tiện truyền thông Ukraine dẫn các nguồn thông tin ẩn danh cho biết, giới lãnh đạo Nga có kế hoạch truyền đạt tới chính quyền của ông Donald Trump thông qua đại diện của các quốc gia nước ngoài. Quốc gia thứ ba, một bản kế hoạch phân chia lãnh thổ Ukraine thành ba phần. Phần đầu tiên được gọi là khu vực mới của Nga, là những khu vực nguyên thuộc lãnh thổ Ukraine, nhưng này đã chính thức đã là một phần của Liên bang Nga. Khu vực mới của Nga gồm bán đảo Crimea và bốn vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson mà Nga đã tuyên bố sắp nhập vào tháng 9 năm 2022. Vùng lãnh thổ thứ hai được gọi là vùng giáo dục nhà nước thân Nga, với đặc trưng là việc hình thành nền giáo dục mang cấp nhà nước với chính phủ thân Nga đã được Moscow dự kiến. Đây là các vùng lãnh thổ của các vùng Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Donetsk, Mykolaiv, Odessa, Chekasi, Vinitsa, Yitomi, hiện đại và chính thủ đô Kiev. Vùng thứ ba là các lãnh thổ tranh chấp, thực chất là phần phía Tây của Ukraine bao gồm Volyn, Rynne, Kmelitsky, Luliv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Chernivtsi, các vùng Transcarpathian. Tương lai của khu vực này được cho là cần có sự thảo luận giữa Nga và các quốc gia láng giềng gồm Hungary, Ba Lan, Romania. Hiện nay đại diện chính thức của chính quyền Kyiv và Moscow đều chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác nguồn thông tin đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông Ukraine. Bất kể trước đây, báo chí phương Tây cũng đã nhiều lần đề cập đến những thông tin mang tính chất tương tự. Trong khi đó, kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ cách đây hơn 2 tuần, Tổng thống Ukraine dường như đã hạ thấp mục tiêu trước đó là đánh mạnh Nga trên chiến trường. Có lẽ tuyên bố gây sốc nhất của nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay, việc ông cho rằng Kiev có thể không cần giành lại Crimea bằng vũ lực. Hồi năm 2014, bản đảo này đã sắp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu giới ý. Điều này dường như đang thể hiện thái độ xuống thang của nhà lãnh đạo Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại với Nga. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, ông nhấn mạnh rằng cuộc xung đột không thể dễ dàng kết thúc và không thể giải quyết bằng các cuộc đàm phán. Ông cũng tuyên bố rằng Nga phải thua trong cuộc xung đột này và từ chối trao đổi bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên, một tháng sau, ông Zelensky lại có thông điệp tương tự trước Quốc hội Ukraine, khẳng định Ukraine không chấp nhận nhượng bộ để đạt được hòa bình. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky thay đổi quan điểm về cuộc xung đột, đặc biệt sau khi kết quả bầu cử Mỹ có sự thay đổi. Tuần trước, ông ám chỉ rằng thời gian để thực hiện mục tiêu đánh bại Nga trên chiến trường đang dần cạn kiệt. Ông cho rằng, với các chính sách hiện tại của Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, xung đột có thể kết thúc sớm hơn. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng một thỏa thuận hòa bình và bày tỏ nghi ngờ về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, điều mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden đang theo đuổi. Những thay đổi trong quan điểm của tổng thống Zelensky cho thấy, dù ông vẫn đang khẳng định mục tiêu chiến thắng, nhưng bối cảnh chính trị quốc tế và sự thay đổi trong chính sách của các cường quốc như Mỹ đã ảnh hưởng đến cách ông điều chỉnh chiến lược và kỳ vọng của Ukraine trong cuộc xung đột này. Mới đây, Reuters đưa tin, sau thông tin Kiev cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM tấn công Ukraine, tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên sóng truyền hình. Nói rằng Moscow đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh mang tên Oresnik bắn trúng cơ sở quân sự Ukraine ở thành phố Dnipro và nhấn mạnh loại tên lửa này có thể tiếp tục được sử dụng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine gia tăng. Tổng thống Nga cho biết, tên lửa siêu vượt âm tầm trung đời mới này không mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Tên lửa đã tấn công một trong những khu công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng từ thời Liên Xô và vẫn sản xuất tên lửa cũng như các loại vũ khí khác. Chủ nhân điện Kremlin cho hay đây là phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở quân sự trong lãnh thổ Nga bằng hệ thống Atak MS và HIMARS của Mỹ, cũng như tên lửa Storm Shadow của Anh. Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ công khai bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhắm vào các mục tiêu của Ukraine liên quan đến tên lửa Oresnik vì lý do nhân đạo để dân thường rời khỏi khu vực nguy hiểm tiềm tàng. Ông nói thêm, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm, với tốc độ di chuyển 2,5 km đến 3 km một giây, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh tên lửa Oresnik hiện không thể đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào. Tổng thống Putin cho biết, chúng tôi sẽ thông báo trước khi tấn công vì lý do nhân đạo mà không có bất kỳ lo ngại nào về biện pháp đối phó của đối phương. Những người cũng sẽ nhận được thông báo. Tại sao không phải lo ngại? Bởi hiện tại chưa có biện pháp đối phó nào với loại vũ khí này. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận, Nga đã thông báo trước cho Mỹ về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung đời mới. Ông Peskov cho hay, cảnh báo được gửi chế độ tự động thường trực 30 phút trước khi phóng. Diễn biến này đánh dấu sự gia tăng căng thẳng đáng kể trong cuộc xung đột khi Dnipro, một thành phố quan trọng ở miền trung Ukraine, hiện phải chịu sự sử dụng vũ khí tầm xa thường liên quan đến các mục tiêu quân sự chiến lược. Không quân Ukraine tuyên bố trên Telegram rằng Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine bằng việc phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từ khu vực Astrakhan. Cuộc tấn công cũng bao gồm một tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinza được bắn từ một máy bay chiến đấu MiG-31K ở khu vực Tambov cùng với bảy tên lửa hành trình KH-101 được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Không quân Ukraine vừa qua cho hay, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Oretnik vào Ukraine. Vụ phóng này là dấu hiệu về căng thẳng gia tăng nhanh chóng trong xung đột Nga-Ukraine sau khi Ukraine phóng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh vào bên trong lãnh thổ Nga, bất chấp cảnh báo của Nga xem đó là động thái nguy hiểm. Theo đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine jean sau sự việc cho biết rằng vụ phóng tên lửa của Nga và Ukraine sẽ không có tác động đáng sợ đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Cụ thể, bà jean nhấn mạnh khi phát biểu trong cuộc họp báo với các phóng viên rằng chúng tôi sẽ không kiềm chế về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng jean nói thêm rằng Washington vẫn cam kết thực hiện chiến lược hỗ trợ Kyiv bất chấp những hành động có thể xảy ra từ Nga. Trong khi đó, tờ New York Times viết việc phóng tên lửa Oresnik mới của Nga đã gây được tiếng vang lớn ở châu Âu và Ukraine. Thay vì sử dụng tên lửa từ kho vũ khí chiến lược của mình, Nga đã phóng một tên lửa tầm xa hơn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, một lựa chọn mà các quan chức cho rằng là lời cảnh báo nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi ở Kiev và các đồng minh. Tờ New York Times cũng dẫn lời Tom Caraco, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, gọi tên lửa tầm trung này là đáng báo động vì khả năng phóng nhiều đầu đạn. Ông kết luận Điều này gây khó khăn nếu không muốn nói là gần như không thể ngăn chặn chúng. Đáng chú ý, trong một diễn biến liên quan, đài RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ và NATO cố tình làm phức tạp tình hình khủng hoảng khi cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và có khả năng tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông Putin, những cuộc tấn công này cho thấy ý định của phương Tây muốn biến xung đột Ukraine thành xung đột toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine không thể dùng những vũ khí này nếu không có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia quân sự Mỹ và NATO. Tổng thống Nga tuyên bố, cuộc xung đột khu vực do phương Tây gây ra giờ đã mang yếu tố toàn cầu. Tổng thống Nga cũng nói rằng Mỹ đã phá vỡ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu và làm suy yếu an ninh quốc tế. Ông nhấn mạnh, không phải Nga mà chính Mỹ đã phá hủy hệ thống an ninh quốc tế. Do đó, ông Putin tuyên bố rằng mặc dù Nga đã kiềm chế triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên toàn cầu, nhưng sẽ xem xét lại chính sách này để đáp trả các hành động của Mỹ. Ông cảnh báo rằng Nga sẽ chọn các mục tiêu tấn công trong tương lai dựa trên những mối đe dọa đến an ninh quốc gia và dân thường tại các khu vực bị nhắm tới sẽ được cảnh báo trước để sơ tán. Mặc dù đưa ra những lời lẽ cứng rắn, ông Putin tái khẳng định rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt trước những hành động khiến tình hình căng thẳng hơn. Tổng thống Nga nói: "Chúng tôi luôn ưu tiên và vẫn sẵn sàng giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình." Tuy nhiên, ông nhắc nhở các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, phải nghiêm túc xem xét những cảnh báo của Nga. Ông kết luận sẽ luôn luôn có hành động đáp trả. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc có thể bắt đầu cung cấp đạn dược trực tiếp cho Ukraine. Hàn Quốc đã nối lại việc vận chuyển đạn dược từ Ukraine. Dữ liệu này được xác nhận bởi thông tin từ trang Flyradar24, dịch vụ theo dõi lưu lượng hàng không. Các chuyên gia cho rằng nguồn cung cấp có thể không chỉ bao gồm đạn tiêu chuẩn mà còn cả các tên lửa đạn đạo chiến thuật tương tự ATACMS của Mỹ. Hiện tại, không có thông tin về số lượng hay chủng loại vũ khí được cung cấp, nhưng các nhà phân tích bày tỏ lo ngại viễn cảnh Ukraine có thể nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm tên lửa tầm xa. Những loại vũ khí như vậy khi đi vào thành phần tác chiến chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Hàn Quốc trước đây có quan điểm kiềm chế trong việc cung cấp mặt hàng quân sự trực tiếp cho Ukraine cố gắng chỉ hạn chế trong việc viện trợ nhân đạo và thiết bị quân sự không gây sát thương. Tuy nhiên, nếu việc nối lại cung cấp đạn dược được xác nhận, có thể cho thấy Seoul đang xem xét cách thay đổi tiếp cận của mình trong bối cảnh được cho là có sự hiện diện ngày càng nhiều hơn của binh sĩ Triều Tiên ở biên giới với Ukraine. Seoul lo ngại việc quân Triều Tiên tham chiến sẽ trở thành tiền đề cho việc binh sĩ Nga chống lại họ trong tương lai nếu xung đột tại quốc gia Đông Bắc Á này bùng nổ bởi đã có hiệp ước hỗ trợ quân sự trực tiếp giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Trước đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc, Yoon suk yeol dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, rằng Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo trước về quy định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sang lãnh thổ Nga. Vào thời điểm đó, khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, quan chức trên đã lưu ý rằng Hàn Quốc và Mỹ có thể trao đổi vũ khí nếu cần thiết với tư cách là đồng minh của nhau. Quan chức trên cũng cho biết Seoul có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có viện trợ vũ khí cho Kiev sau khi thảo luận trực tiếp với đặc phái viên của Ukraine. Cuối tháng 10, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói sẽ sớm cử đặc phái viên tới Hàn Quốc để đàm phán về khả năng Seoul tăng cường hỗ trợ Kiev về vũ khí và thông tin tình báo, nhưng chưa có thông tin cập nhật liên quan kế hoạch này. Tổng thống Hàn Quốc cũng từng lưu ý rằng Hàn Quốc có thể xem xét lại chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga. Quân đội Nga gần đây đã sử dụng tên lửa để phá hủy một phần cây cầu của lực lượng vũ trang Ukraine bắc qua sông Seversky Donetsk. Theo đoạn video được trang RIA Novosti trích dẫn từ Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái UAV trinh sát nước này đã quay được một cảnh cây cầu của quân đội Ukraine hứng đòn tập kích từ tên lửa, khiến một phần công trình này bị hư hại. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, loại vũ khí được sử dụng để tấn công cây cầu trong đoạn video trên là tên lửa chiến thuật không đối đất Kh-38 và địa điểm xảy ra vụ tổng kích là một đoạn trên sông Seversky Donetsk theo hướng kladno -Liman. Thông cáo viết, sau đòn tấn công chính xác, cây cầu đã bị phá hủy. Kh-38, Kh-38M là dòng tên lửa dẫn đường tầm ngắn không đối đất dùng cho các cuộc tấn công chính xác, được Nga phát triển để thay thế cho dòng tên lửa Kh-25 và Kh-29. Quá trình chế tạo tên lửa Kh-38 được bắt đầu vào những năm 1990 tại Tập đoàn Tên lửa Kỹ thuật TMC. KH-38 là tên lửa mô đun đa năng có thể lắp nhiều đầu dò khác nhau, chẳng hạn như đầu dò laser bán chủ động SALH, đầu dò radar, đầu dò ảnh nhiệt TI và định vị vệ tinh. Tên lửa có các cánh có thể gặp lại để cất giữ trong khoang vũ khí bên trong máy bay, chẳng hạn như tiêm kích Su-57. Nó có thể được phóng bằng nhiều loại trực thăng vào máy bay. KH-38 của Nga được xem là phiên bản tương đương với tên lửa không đối đất AGM-179 của Mỹ, được phát triển để thay thế các tên lửa BGM-71 Tau AGM-114 Herfrey và AGM-65 Maverick phóng từ trên không. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video và thông cáo được phía Nga đưa ra. Trong diễn biến đang chú ý, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ giới chức giấu tên Nga cho biết, binh sĩ nước này tham chiến ở thành phố Kurakhov đã đẩy quân đội Ukraine khỏi một nửa vị trí phòng thủ tại đó. Nguồn tin nói, ở một nửa Kurakhov, các vị trí phòng thủ đã sạch bóng đối phương. Cũng theo nguồn tin này, quân Ukraine đang cố điều động các lực lượng dự bị tiến về khu ngoại ô phía tây Kurakhov. Tuy nhiên, một lượng lớn quân dự bị Ukraine không thể tới được nơi cần đến. Tạp chí Wall mới đây đã cung cấp thông tin về việc Mỹ đồng ý viện trợ tên lửa chống bức xạ diệt radar tiên tiến AGM-88E cho Ukraine để tích hợp vào tiêm kích F-16. Đáng chú ý là trước kia lầu nóng góc vẫn hạn chế chủng loại đạn dược hàng không tiên tiến mà họ có thể gửi để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 mới viện trợ cho Ukraine, nhưng nhiều khả năng đã xảy ra một sự tháo khoán. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, Mỹ đang đẩy nhanh việc gửi tên lửa chống bức xạ AGM-88E tiên tiến, tên lửa không đối không AIM-120 và bom hàng không dẫn đường JDAM cho Ukraine. Mặc dù vậy, số lượng tên lửa được chuyển giao cũng như điều kiện sử dụng chúng không được thông báo một cách cụ thể. Tuy nhiên, theo dự đoán, vũ khí này sẽ được dùng để chế áp các tổ hợp phòng không tầm xa của Nga đặc biệt là S-400 Triumph. Hiện tại, tên lửa chống radar AGM-88E mới có trong thành phần tác chiến của hàng không hải quân cũng như hàng không thủy quân lục chiến Mỹ, bên cạnh đó là không quân Italia và Đức. Vấn đề cần lưu ý nữa ở chỗ, AGM-88E chính là phiên bản cải tiến của tên lửa chống radar AGM-88 HAM, được không quân sử dụng từ năm 2022 trên các tiêm kích MiG-29 và Su-27 khi sửa đổi phần mềm dẫn bắn trên chiến đấu cơ hệ Liên Xô. Tên lửa AGM-88E khi bắn từ tiêm kích F-16 sẽ tận dụng được hết khả năng của vũ khí, xóa bỏ hạn chế khi phải triển khai từ một nền tảng không phù hợp như tiêm kích hệ Liên Xô, đủ sức đe dọa những hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất của Nga như S-400 Triumf. AGM-88E, AARGM là tên lửa không đối đất tiên tiến được biết đến với độ chính xác và tốc độ cao. Nó được thiết kế để cho phép phi công định vị, theo dõi và phá hủy các cơ sở radar và địa điểm tên lửa đất đối không của đối phương một cách hiệu quả. Trong khi AGM-88 Harm sử dụng đầu dò radar thụ động để phát hiện và định vị tín hiệu thì AGM-88E, AARGM bao gồm đầu dò đa chế độ, kết hợp hệ thống phát hiện radar thụ động tiên tiến với radar 6mm để dẫn đường cuối. Tính năng này cho phép AGM-88E theo dõi mục tiêu chính xác hơn, ngay cả khi bị hệ thống radar của đối phương vô hiệu hóa giữa hành trình bay thì nó vẫn mang lại lợi thế đáng kể so với người tiền nhiệm. Sự tiến bộ này của tên lửa giúp làm tăng cường khả năng định vị và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không có giá trị cao đồng thời cải thiện hơn nữa các tác động của nó trong các nhiệm vụ chấn áp phòng không của đối phương. Đối với Ukraine, quốc gia đã tích hợp vũ khí phương Tây với máy bay thời liên xô AGM-88E AARGM mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể. Trước đây, các phi công Ukraine đã điều chỉnh AGM-88HARM để sử dụng chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27. Với AGM-88E, lực lượng vũ trang Ukraine đã được mức độ chính xác và độ tin cậy cao hơn, trang bị tốt hơn cho họ để chống lại các hệ thống đất đối không của Nga bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 tiên tiến. Bằng cách nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không dẫn đường bằng radar, AGM-88E tăng cường khả năng của Ukraine trong việc chấn áp phòng không của đối phương, mang lại điều kiện hoạt động an toàn hơn cho các phi công Ukraine. Điều này có thể cho phép các lực lượng Ukraine thâm nhập sâu hơn vào không vận đang tranh chấp với nguy cơ giao tranh từ các hệ thống đất đối không của Nga giảm xuống. Từ đó cho phép thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hiệu quả hơn và cải thiện khả năng di chuyển trên các khu vực chiến lược quan trọng. Ở cấp độ rộng hơn, việc triển khai AGM-88E có thể thay đổi cán cân ưu thế trên không ở các khu vực đang tranh chấp, làm giảm lợi thế phòng thủ của Nga và củng cố khả năng phòng thủ và phản công tổng thể của Ukraine. Theo Avio.pro, máy bay không người lái Ukraine đã được phóng về hướng Akhtubinsk, vùng Astrakhan và mục tiêu tấn công có thể là nơi Nga triển khai tiêm kích thế hệ thứ 5, Su-57. Người đứng đầu quận Astubin, ông Vladimir Mikhet, trong một bài viết trên Telegram cho biết, mối đe dọa máy bay tấn công không người lái UAV có thể xảy ra trong khu vực. Mọi người hãy giữ bình tĩnh và theo dõi thông tin trên các nguồn chính thức. Quan chức này chưa công bố chi tiết về cuộc tấn công. Tuy nhiên, các nguồn tin truyền thông và giám sát cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã sẵn sàng tác chiến. Trong khi đó, các chuyên gia của Avia.pro cho rằng UAV của Ukraine rất có thể đang nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Akhtubinsk, nơi không quân Nga triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57. Theo các nguồn dữ liệu mở, căn cứ không quân ở Akhtubinsk là một trong những căn cứ quan trọng của không quân Nga. Hồi tháng 9, Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Nga Rostec, doanh nghiệp quản lý UAC cho biết, Tập đoàn máy bay thống nhất UAC đã bàn giao lô tiêm kích Su-57 và Su-35S mới cho không quân vũ trụ Nga. Loạt phi cơ đã được các kỹ thuật viên nghiệm thu, trải qua đợt kiểm tra cấp nhà máy và được phi công Bộ Quốc phòng thử nghiệm trong nhiều chế độ hoạt động khác nhau. Số lượng máy bay Su-57 bàn giao trong đợt này không được tiết lộ, nhưng video do Rostec công bố cho thấy ít nhất 3 chiếc Su-57 khởi động và cất cánh nối tiếp nhau. Tài khoản Telegram Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga trước đó cũng đăng tải hình ảnh biên đội 3 máy bay Su-57 trên bầu trời khu vực không được xác định. Giới chức Rostec nói rằng số lượng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 được bàn ra cho Bộ Quốc phòng Nga đang tăng dần qua từng năm. UAC đã khởi công nhà máy thử nghiệm máy bay mới để mở rộng dây chuyền sản xuất dòng Su-57. Lô tiêm kích tiếp theo đang được sản xuất. Nhiều phi cơ đang trong các giai đoạn hoàn thiện khác nhau. Su-57 là tiêm kích thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với dòng F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Bộ Quốc phòng Nga năm 2019 đặt mua tổng cộng 76 chiếc Su-57, trong đó 22 máy bay đầu tiên dự kiến bàn giao trước năm 2025. Máy bay đầu tiên được đưa vào biên chế không quân Nga cuối năm 2020. Theo cuộc khảo sát được tiến hành bởi Park News, Italian Insight, 41% các cử tri có thể thuộc Dân Chủ sẽ bầu bà Harris làm đại diện đảng ra tranh cử năm 2028. Các ứng cử viên khác lần lượt là thống đốc California Gavin Newsom, thống đốc Pennsylvania George Shapiro, thống đốc Minnesota Tim Walz và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Peter Buttigieg. Khoảng 16% không chắc chắn về lựa chọn của mình và khoảng 1% muốn một ứng cử viên khác. Trong khi đó về phía đảng Cộng Hòa, các cử tri đảng này lựa chọn phó tổng thống đắc cử James David Vance làm ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ với 37%. Các ứng cử viên khác bao gồm cựu ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Nikki Haley và Vivek Ramaswamy, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc Marco Rubio, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Ngoại trưởng Mỹ. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 14 tháng 11 tới ngày 18 tháng 11 đối với hơn 1.000 cử tri với sai số là 3,5 điểm phần trăm. Cách đây ít hôm, New York Times đã đưa ra nhận định khác đó là đảng dân chủ thường không mong muốn các ứng cử viên thất bại quay lại tranh cử. Do đó khó có lý do để tin rằng bà Harris sẽ được đảng chọn trong cuộc đua năm 2028, đặc biệt sau khi ông Trump đã thắng dễ dàng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, 4 năm là khoảng thời gian dài trong chính trị. Bà Harris có thể tận dụng mạng lưới tài trợ của đảng dân chủ và cả sự tiếc nuối từ cử tri nếu nhiệm kỳ của ông Trump gặp nhiều trắc trở như bà dự đoán. Xây dựng lại hình ảnh và kết nối với các nhóm cử tri đa dạng sẽ là chiến lược quan trọng đồng thời tập trung vào các vấn đề kinh tế, xã hội thiết yếu để khôi phục niềm tin từ cử tri và củng cố vị thế trong đảng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này của Đảng Dân Chủ là chọn ra tân Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, DNC, cơ quan phụ trách gây quỹ và thiết lập chiến lược cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Lãnh đạo DNC cũng sẽ giám sát bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ năm 2028, có thể cải tổ quy trình đề cử ứng cử viên. Ông Biden từng chuyển ngay bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina lên trước gã Iowa và New Hampshire sang bên. Nhiều thành viên Đảng Dân Chủ sẽ muốn sắp xếp lại thứ tự bỏ phiếu trong 4 năm tới. Một số thành viên Đảng Dân Chủ kỳ vọng Chủ tịch DNC sẽ điều phối các phe phái trong nội bộ đảng. Cho rằng đây là người có thể huy động tài trợ để hậu thuẫn cho cấu trúc đảng bùng nổ hơn, dẫn đầu quá trình chỉnh đốn để xác định sai sót, hiện đại hóa tổ chức cho kỷ nguyên mới. Phe Dân Chủ không thể chỉ tập trung vào đối phó chính quyền của ông Donald Trump, cho dù đây là một phần của công việc. Các nghị sĩ cũng phải chọn lãnh đạo tại lưỡng viện trong bối cảnh số ghế và quyền lực của họ bị suy giảm nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn chia rẽ về những nguyên nhân sâu xa khiến họ thua cuộc. Một số cho rằng các lãnh đạo đã thận trọng quá mức khi tìm kiếm sự thay đổi lớn. Số khác tin rằng họ mang quan điểm quá cấp tiến trong khi Mỹ ngày càng bảo thủ. Ngày 21 tháng 11, ông Matt Gaetz thông báo rút lui khỏi vị trí ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đề cử hồi tuần qua. Trong bối cảnh ông Gates đối mặt với các tranh cãi về hành vi trong quá khứ, trên mạng xã hội X, ông Gates cho biết ông đưa ra quyết định trên sau cuộc gặp với các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Ông Gates cho hay không có thời gian để lãng phí vào một cuộc tranh cãi kéo dài không cần thiết ở thủ đô Washington DC. Do đó, tôi sẽ rút tên mình khỏi danh sách đề cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp của ông Trump phải sẵn sàng ngay từ đầu. Được biết, ông Donald Trump hôm 13 tháng 11 đề cử ông Gates làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong chính quyền nhiệm kỳ 2. Đây là một trong những lựa chọn nhân sự gây tranh cãi, đối mặt nguy cơ không được Thượng viện phê chuẩn. Ông Gates Tên đầy đủ là Matthew Lewis Gates đệ nhị, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1982 tại Florida, trong một gia đình có truyền thống hoạt động chính trị. Ông là nghị sĩ đại diện bang Florida tại Hạ viện từ năm 2017 và được nhận xét là người mang nặng tư tưởng cực hữu. Cảnh sát tìm đến ông Gates trong quá trình điều tra bạn của ông là ông Joel Greenberg, cựu nhân viên thuế vụ bị kết án 11 năm tù hồi năm 2022 sau khi nhận tội môi giới mại dâm người vị thành niên và một số tội danh khác. Bộ Tư pháp Mỹ cũng điều tra ông về những nghi vấn liên quan đến môi giới mại dâm và cản trở luật pháp. Ông Gates bác bỏ mọi nghi vấn và cuối năm ngoái tuyên bố không có cáo buộc nào nhằm vào ông được đưa ra, nhưng vẫn nằm trong diện điều tra đạo đức của Hạ viện. Ông nộp đơn xin từ chức nghị sĩ hôm 13 tháng 11, vài ngày trước khi Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ công bố kết quả điều tra. Ủy ban này đang xem xét có công khai kết quả hay không do ông Gates không còn là nghị sĩ. Tuy nhiên, bình luận về việc ông Gates rút đề cử làm ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Donald Trump đã ca ngợi cựu hạ nghị sĩ này. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, Tôi rất trân trọng những nỗ lực gần đây của ông Matt Gaetz trong việc tìm kiếm sự chấp thuận để trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông ấy đã làm rất tốt, nhưng đồng thời cũng không muốn gây mất tập trung cho chính quyền sắp tới, nơi mà ông ấy rất tôn trọng. Ông Matt có một tương lai tươi sáng và tôi mong muốn được chứng kiến tất cả những điều tuyệt vời mà ông ấy sẽ làm. Bà Caroline Leavitt, người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump nói rằng Tổng thống đắc cử vẫn cam kết lựa chọn một nhà lãnh đạo cho Bộ Tư pháp người sẽ bảo vệ mạnh mẽ hiến pháp và chấm dứt việc biến hệ thống tư pháp của chúng ta thành vũ khí. Nhóm chuyển giao của tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực buộc các thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ các đề cử gây tranh cãi như lãnh đạo bộ tư pháp, bộ y tế, lầu năm góc và các cơ quan quan trọng khác. Báo The Hill dẫn lời các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa GOP cho biết, phó tổng thống mới đắc cử James David Vance đang dẫn đầu nỗ lực củng cố sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ GOP đang dao động những người hoàn toàn bất ngờ trước những lựa chọn thành viên nội các gây tranh cãi nhất của ông Donald Trump. Chẳng hạn như đề cử cựu hạng nghị sĩ Matt Gaetz làm bộ trưởng bộ tư pháp và chính khách chống vaccine Robert Kennedy Jr. làm bộ trưởng bộ y tế và dịch vụ nhân sinh. Một nguồn tin hiểu rõ các kế hoạch của ông Vance nói, phó tướng của ông Trump sẽ bắt đầu sắp xếp các cuộc họp trong tuần này giữa các thượng nghị sĩ GOP chủ chốt và ông Gaetz. Ông Vance cũng sẽ sắp xếp các cuộc họp giữa các thượng nghị sĩ GOP và Peter Hicks, người được ông Trump chọn làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ông Hexet là cựu thiếu tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của bang Minnesota và đang dẫn chương trình cho hãng thông tấn Fox. Theo một nhà lập pháp GOP yêu cầu giấu tên, phó tổng thống mới đắc cử đang thực hiện rất nhiều hoạt động vận động hành lang sau hậu trường tại thượng viện. Tôi nghĩ ông ấy đã làm việc với toàn bộ ủy ban tư pháp và đang gọi điện cho mọi người cố gắng nắm bắt tình hình. Chính khách ẩn danh lưu ý, ông Vance đang thúc giục các thượng nghị sĩ GOP cho bộ đôi Gates và Kennedy một cơ hội hoặc ít nhất là lắng nghe họ trước khi đưa ra phát biểu công khai về năng lực để đảm nhiệm chức vụ của họ một số thượng nghị sĩ GOP tiết lộ đang cảm thấy áp lực ngày càng tăng Với việc phải ủng hộ những nhân vật được ông Trump đề cử. Trong khi đó, hàng nghìn người di cư từ Trung và Nam Mỹ đang thực hiện hành trình gian nan về phía Bắc, hướng đến biên giới Mỹ trong bối cảnh chính trị tại nước này chuẩn bị có sự thay đổi lớn. Với việc ông Donald Trump vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhiều người đã lo ngại các chính sách nhập cư sẽ trở nên khắt khe hơn sau khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Điều này đã tạo nên một làn sóng di cư mạnh mẽ, đặc biệt là các đoàn di cư xuất phát từ miền Nam Mexico nơi mà sự nghèo đói và bất ổn đã buộc họ phải tìm kiếm cơ hội mới. Tại thành phố Tapachula, nằm gần biên giới với Guatemala, khoảng 1.500 người đã tập hợp thành đoàn di cư và bắt đầu cuộc hành trình đổ bộ về phía Bắc. Những người di cư này bao gồm cả trẻ nhỏ đã chọn hình thức di chuyển tập thể vì nó mang lại sự an toàn. Tuy nhiên, con đường phía trước của họ không hề dễ dàng. Đoàn người phải vượt qua hơn 1.100 dặm, tương đương với 1.780 km, đầy nguy hiểm, với cái nóng thiêu đốt, trong tình trạng mất nước liên tục và các hiểm họa từ các băng đảng ma túy. Các băng nhóm này kiểm soát nhiều tuyến đường, buộc người di cư phải trả phí hoặc đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc và tra tấn để đòi tiền chuộc từ gia đình. Bất chấp những khó khăn, họ vẫn tiếp tục hành trình, nhiều người mang trong mình hy vọng mong manh về một cuộc sống tốt đẹp hơn.